bỏ những cái app mà nó sử dụng chung mạng mà mình không sử dụng đến để tăng tốc, để tập trung mạng vào một cái ứng dụng nào đó thôi. Ok, vậy là nó đã bảo tăng tốc độ, đã tăng tốc 3%, và ở dưới nó để là đã dừng hai ứng dụng đang ngắt không kết nối. Vậy chỉ là nó đã dừng hai ứng dụng của mình rồi. Ok, giờ mình trở ra. Nó còn có các cái tính năng là, một là bảo vệ tốc độ mạng này. Các bạn có thể bật cái bảo vệ này lên để nó bảo vệ mạng cho mình. Các bạn cấp quyền chạy, cấp quyền sử dụng ứng dụng này. Đây, các bạn tìm ứng dụng này và bật nó lên. Ok, vậy là mình đã bật rồi. Các bạn trở ra này. Tăng tốc mạng thì nó vẫn giống là cái lúc này rồi. Các bạn để cho mình cái phát hiện wifi này. Đó là nó có thể phát hiện ở phần dưới đây là các cái, nó cho các bạn biết là những cái điện thoại hay là những cái modem nào đang kết nối với cái cục wifi nhà các bạn. Ở đây thì mình, đây là cái điện thoại của mình này. Hiện tại thì có ba cái kết nối đang kết nối với cái modem nhà mình. Ở trên nó có bật phát hiện gián điệp wifi này, các bạn bật nó lên, bật phát hiện. Đó, vậy là khi có gián điệp thì nó sẽ được thông báo cho các bạn. Trở ra này. Nó còn và xem báo cáo sử dụng dữ liệu di động này. Đó. Vậy là các cái tính năng của cái ứng dụng này là có thể tăng tốc này. Các bạn cần tăng tốc nguồn nhé. Đó, là đã làm tốc rồi. Bây giờ mình kiểm tra lại này, xem nó còn có bị gì nữa. Đó, các bạn có thể thấy là cái tốc độ mạng mình đã tăng lên. Lúc trước khi mới mở ứng dụng thì nó kiểm tra là 14,1 MB trên giây, nhưng bây giờ lên tận 17 MB trên giây. Tuy là nó cũng không tăng tốc được đáng kể, nhưng là nó vẫn có thể giúp một chút cho các bạn. Ok, vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cái ứng dụng có thể tăng tốc mạng cho các bạn, và có thể xem được những cái thiết bị nào đang kết nối với wifi nhà các bạn. Thì nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha. Ok.